Ừ.
vớ mới ra đây. Cháu ra lấy hàng hả? Ở trước cửa nhà chị luôn. Ở cầu Bình em nhá, chốt ở cầu Bình. Đấy, dịch này thủ tướng cũng phải xuống. Dù dịch bệnh rất khó khăn nha, rất chi là nguy hiểm, nhưng Thủ tướng vẫn về Chí Linh Hải Dương, về ngay tại cầu Bình Chí Linh để động viên mọi người khắc phục dịch nha cả nhà nha. Ừ, chốt ngay nhà mình. Ở ngay nhà cô nha. Đứng gần mắng ấy. Đứng gần cái thằng kia, cái thằng mắng ấy. Cao cao kia nó mắng ấy. Mắng ấy. Ừ, đứng gần nhau. Đứng gần. Giãn cách rồi lại còn đứng sát vào nhau. Giãn cách. Chào công chúng, người đang xem livestream nha. Ở ngay cầu Bình nha. Lan Anh ơi ở cầu Bình. Vâng, em cảm ơn các chị nha. Bác đang về kiểm tra chốt rồi. Đi vào trong kia, đi quay lại. Ngay chốt nhà chị ngay cầu Bình em nha. Cho 200 người xem live stream nha. 200 người xem live stream. Em ơi. Thảo chịu thím ấy. Ôi, đóng người xem live stream hết nhỉ? Live stream một tiếng mà phát thì đông lắm. Mấy hôm nay có phát đâu? Nhiều bạn. Hỏi live stream của em lúc nào cũng có người rồi. Mình làm nghề, có người phát, xem liên tục. Đặt khách lắm rồi. Đó là tư giải phóng hai phần luồng chuẩn luôn nha. Ôi ơi, phải đăng ký à? Chết rồi, chúng ta phải đăng ký rồi đi. 279 người xem livestream nha. Ừ, bác vừa đi rồi nha cả nhà nha.
Thật sự là không nghĩ là hôm nay mình ra đây lại được gặp bác Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Nam lại ở đây nhé cả nhà nhé. Chuẩn luôn nha, bác về tận Đồng Lạc nha. Thật sự là bác về cũng làm ấm lòng quê hương Chí Linh. Sát luôn đấy, ngay nhà bố cháu với nhà thím thì khác nhau còn gì. Hai nhà sát nhau luôn. Mẹ thím bây giờ ở hai nơi, chuyển cơ sở ra ngoài sát bờ tường nhà bố cháu, bố mẹ cháu rồi. Chuẩn luôn. Vâng, bác Phó Chủ tịch mà anh. Bắt đầu mở chốt cho những xe đi nhá, những xe, những hàng thiết yếu là sẽ được 8 giờ là sẽ được đi qua cầu Bình nhá. Bà Linh chắc ở trong nhà rồi không dám ra ngoài. Bà ra nó vỡ trứng đấy. Chào chị Bùi Thị Hồng nhá. Vừa em quay rồi chị ơi, bác vừa đi rồi nhá. Nhầm, công nhận Phó Thủ tướng và Phó Chủ tịch. Xin lỗi cả nhà nhé. Đi được nhá, anh Đoàn Thi nhá, vẫn đi được nhá. Xuống mình sẽ xuất trình giấy tờ là đi được nhá, cứ 8 giờ là đi được. Thật sự là rất là yêu bác luôn nha. Thật sự là dịch rất là nguy hiểm mà bác vẫn về để động viên Chí Linh nhé. Chuẩn luôn, bác nói là làm. Nếu mà hàng hóa thì hình như là có đấy em ạ. Có chị ơi, đi được nhưng vẫn phải xuất trình giấy tờ. Những xe hàng thiết yếu ấy chị ơi, kể cả như xe ga nhà em ấy, ga mà nhập vào ấy thì cũng phải tầm 8 giờ này mới được vào chị ạ. Ở cầu Bình Chí Linh Hải Dương em ơi. Chắc chắn rồi, bác vừa về bác đã hứa chắc chắn là sẽ ok. Bác vừa đi rồi nhá cả nhà nhá. Bác vừa đi xong. Chuẩn luôn. Thấy hiện giờ này không có cái xe máy nào đi qua, toàn là ô tô thôi. Đây như xe, những cái xe này xuất trình giấy tờ là đi được này.
chuẩn luôn anh Hùng Mạc. Đi vào Chí Linh ạ. Bác vừa đi vào Chí Linh nhá. Xe bắt đầu được hoạt động rồi nha. Chị Minh ơi, vừa Phó Thủ tướng Chính phủ vừa về đến đây, vui may quá em vừa ra được gặp. Mọi người có thể xem tí nữa, có thể xem ngay lại từ đầu ấy, em quay ngay từ đầu ấy là sẽ quay được bác nhá. Mong sao dịch sẽ ok và bác đó về thì chắc chắn là sẽ dập được dịch mọi người nhỉ. Vâng, bác vừa đậu ở cầu Bình, vừa vào chốt ở cầu Bình nhá. Bây giờ bác vào Chí Linh rồi nhá. Vừa vào thành phố Chí Linh rồi ạ. Đây là chốt cầu Bình nhá. Cầu Bình Chí Linh. Em cảm ơn chị. Em không nghĩ là em chỉ thấy đông đông người thôi. Em ra nhập hàng, nhà em hôm nay hàng ga về thì bảo ra nhập, thế đúng lúc rồi thấy bác đang ở bên trong trạm chốt, thế là em lại quay để cho mọi người cùng xem nhá. Ok nhá, mình chẳng tắt nick để tí cho mọi người xem lại từ đầu nhá. Mình quay sát và lại quay sát luôn đấy cả nhà nhá. Vâng, em cũng nghĩ vậy, đã có mắc về là sẽ ok. Chốt cầu Bình Chí Linh nhá. Ở trước cửa spa nhà mình luôn nhá. Đúng rồi, xe được đi rồi. Em không biết là trên hàng có những gì, em theo như em nghĩ chắc là những cái hàng thiết yếu, bởi vì đông mọi người đang rất là vất vả và bận rộn nên em cũng không hỏi. Nhưng tất cả đây là toàn là xe hàng hết cả nhà nhé. Toàn bộ là xe hàng hết ạ. Cũng như xe ga nhà em ấy là vừa được vào ấy ạ. Cả nhà ơi, chia sẻ live stream nhé, để cho tất cả những chị em, những anh em và những người được xem Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhé, Phó Thủ tướng Đức Đam nhé. Đúng rồi, chỉ cho xe những hàng thiết yếu thôi ạ. Chào nhà xe Bắc Phương nha. Ok, chào chút nhé. Chờ một chút nữa để cho mọi người sẽ cùng được vào xem lại từ đầu xem bác thủ Phó Thủ tướng nha. Chào Đào Minh Ánh nha. Em kết thúc live stream để tất cả mọi người sẽ vào xem lại từ đầu nhé. Đúng rồi, nhà mình ở cầu Bình luôn nhá. Hết dịch thì rất mong là tất cả những người mà mọi người nếu ai muốn làm đẹp thì hãy quay về bên spa Thu Hà nha. Mong sao là bác đã về đến đây rồi thì sẽ dập dịch thật nhanh nhá, để chúng ta sẽ trở lại công việc bình thường nhá.
Đây nhá, tại chốt tại ngay cửa nhà mình luôn nhá. Đây nhá. Con này đây phải xe ép không? Ép ga phải không? Không à? Ôi ôi, ai? Mẹ tao phát trực tiếp 1K2 người xem vãi luôn. Dã man. Hot face. Ra con xem rồi. Alo. Đó. Ok nhá, mình kết thúc livestream để mọi người vào xem nhá. Quảnh đấy. Ok nha, em chào cả nhà nha.